Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành. Và Khải chúc quý vị có được buổi tối thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Trong video ngày hôm nay á thì Khải sẽ chia sẻ với quý vị một cái phương pháp bằng cách là chúng ta sẽ dây ấn tác động vào một số huyệt vị trong lông mi để giúp quý vị có thể là cải thiện, khôi phục được sức khỏe do tình trạng là tai biến mạch máu não nó gây ra. Tức là khi mà chúng ta bị tai biến á và chúng ta may mắn chúng ta thoát khỏi được tử vong á thì chúng ta sẽ thường là bị di chứng là bị liệt nửa người và nó có ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thì quý vị có thể tham khảo cái video này nha. Và cách mà thực hiện cụ thể như thế nào á thì ở phần sau Khải sẽ chia sẻ rõ hơn. Bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Và sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Thì như quý vị biết rằng cái căn bệnh cao huyết áp á, là một căn bệnh nó rất là nguy hiểm mà Khải đã từng làm rất là nhiều video trên kênh YouTube Tự Chữa Lành này. Cái bệnh cao huyết áp này á, người ta ví như là một cái sát thủ giết người thầm lặng, tại vì đa số những người bị cao huyết áp á, không có triệu chứng và rất là dễ xảy ra tình trạng là bị tai biến. Và cái bệnh cao huyết áp này nó là nguyên nhân chính gây ra tai biến và có tỷ lệ tử vong rất là cao. Như quý vị, tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì khi mà chúng ta không may mắn để xảy ra cái tình trạng tai biến này và chúng ta bị di chứng á, là bị liệt nửa người á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe cũng như là cái sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Bị liệt nửa người mà, cho nên là cái việc sinh hoạt rất là khó khăn. Thì quý vị có thể là áp dụng cái cách mà Khải sắp chia sẻ sau đây, chính là chúng ta sẽ tác động vào một số huyệt vị trên chính cơ thể của chúng ta để cơ thể tự điều chỉnh và tự chữa lành. Và cái huyệt vị đầu tiên mà Khải muốn chia sẻ với quý vị á, nó có tên là huyệt vị thủ tâm lý. Huyệt vị thủ tâm lý, Khải sẽ để tay huyệt vị nằm dưới màn hình để cho quý vị tiện theo dõi. Quý vị nào mà có nhu cầu ghi chép thì chúng ta cũng có thể ghi chép lại nha. Cái huyệt vị thủ tâm lý á, thì nó nằm gần cái khuỷu tay này này quý vị này. Quý vị giơ cái khuỷu tay lên chống Khải này, thì ngay cái ngấn khuỷu tay á chính là huyệt vị khúc trì. Thì chúng ta di chuyển về cái phía cổ tay này khoảng là 2 thốn, thì tức là chúng ta di chuyển khoảng là từ 4,5 đến 5 cm. Thì chúng ta ấn dùng ngón tay trỏ này, chúng ta ấn vào hoặc là dùng ngón tay cái chúng ta ấn vào, mà chúng ta nó thấy nó là đau bút, thì chắc chắn cái vị trí này chính là vị trí huyệt vị thủ tâm lý. Tại vì huyệt vị này á có cái độ cảm ứng rất là mạnh, cho nên cái huyệt vị này thường được sử dụng là để giúp chúng ta có thể là trị được cái chứng là bị liệt cánh tay này, rồi bị teo cơ này, rồi đau nhức, mỏi, tê bì. Thì bấm vào huyệt vị này rất là hiệu quả. Trong trường hợp chúng ta bị di chứng của tai biến là bị liệt nửa người, chính là cái cánh tay chúng ta không cử động được, thì chúng ta hãy bấm vào huyệt vị này. Bấm vào huyệt vị này nha quý vị. Tức là khi mà chúng ta thường xuyên chúng ta dây ấn tác động vào đây thì một thời gian thì giúp sẽ lấy lại được cái cảm giác của cái cánh tay của chúng ta nha quý vị. Vậy thì chúng ta dây ấn vào đây bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng thêm một ít dầu nóng. Quý vị dùng một ít dầu nóng, cái dầu nào cũng được cả. Chúng ta bôi một ít dầu nóng vào đây này, bôi dầu nóng vào ngay huyệt vị thủ tâm lý này. Đó. Rồi ấy, là chúng ta thứ nhất là chúng ta có thể là dùng chính ngón tay của chúng ta bấm vào, chúng ta dây theo cái chiều vòng tròn này. Đó, dây. Chúng ta dây khoảng là 20 đến 30 tiếng đếm là hợp lý. Đó, chúng ta dây như vậy. Quý vị lưu ý là dùng một lực vừa phải để dây vào đây. Hoặc là chúng ta dùng cái dụng cụ chuyên dụng, đó chính là cái búa lớn. Đây chính là cái dụng cụ chính hãng của viện chẩn, thì quý vị dùng cái búa lớn này chúng ta gõ vào huyệt vị này. Đây quý vị này. Đó, chúng ta gõ theo từng nhịp, gõ đều đặn và chúng ta gõ khoảng là từ 20 đến 30 tiếng đếm. Hoặc là quý vị dùng cây lăn cầu gai đôi lớn, chúng ta lăn trực tiếp vào huyệt vị này. Đó, chúng ta lăn trực tiếp vào huyệt vị. Cái cách này thì quý vị sẽ tác động cùng lúc trên một cái diện tích lớn, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ đả thông được huyệt vị thủ tâm lý này, cũng như là những cái đường kinh mạch ở trên cái cơ thể, trên cái cánh tay của chúng ta. Thì chúng ta dùng cái lăn cầu gai đôi lớn này chúng ta lăn thì cũng rất là hợp lý và hiệu quả. Thì đối với những người mà thường xuyên gặp phải tình trạng là tay chân bị tê bì đau buốt nhức mỏi, cũng như là quý vị mà teo cơ rồi bị liệt cánh tay, thì chúng ta dùng cái dụng cụ lăn đôi này rất là hợp lý. Chúng ta lăn
lăn từ trên cái vùng nách này, ta lăn xuống đến cái cổ tay. Và đặc biệt chúng ta hãy tác động vào vị thủ tâm lý này để mang lại hiệu quả cao nhất. Cũng như á, là quý vị dùng cái búa nhỏ này cũng được. Cái búa nhỏ này chúng ta gõ vào huyệt vị cũng được nha quý vị. Đây, những búa nhỏ này. Hoặc á, là dùng cái cây giai huyệt. Dùng cây giai huyệt. Chúng ta chấm dầu cao và chúng ta dây này. Cầm giống như là cầm viết vậy đó. Dây. Dây vào huyệt vị thủ tâm lý này. À, chúng ta dây khoảng là 20 đến 30 tiếng đếm. Khoảng là 20 đến 30 vòng đó. Thì chúng ta dừng. Và quý vị hãy lưu ý là chúng ta sẽ tác động bằng cách nào cũng được cả. Bằng tay, bằng dụng cụ, cách nào cũng được. Quý vị thấy tiện cách nào thì chúng ta dùng cách đó. Nhưng mà chúng ta cần phải tác động cả hai cánh tay. Huyệt vị thủ tâm lý trên cái cánh tay trái. Và chúng ta cần phải tác động huyệt vị thủ tâm lý trên cánh tay phải. Cho dù trường hợp là chúng ta không bị liệt bên cánh tay phải thì chúng ta cũng cần tác động nha quý vị. Cũng cần tác động. Tại vì đường kinh mạch trong cơ thể thì nó sẽ chạy hai bên. Thì chúng ta cần phải tác động cả hai bên thì mang lại cái hiệu quả cao cũng như là nhanh hơn nha quý vị. Cái khu vực thứ hai mà Khải muốn chia sẻ cho quý vị đó chính là chúng ta sẽ tác động vào cái vùng da đầu của chúng ta. Đây là một cái khu vực rất là quan trọng để mà chúng ta có thể khôi phục được cái sức khỏe của những người bị tai biến. Thì quý vị cũng đã biết rằng cái tình trạng mà bị tai biến ấy, có nguyên nhân là do chúng ta bị cao huyết áp. Khi mà huyết áp nó lên cao quá thì nó sẽ tác động một cái lực rất là lớn lên cái thành của mạch máu, đặc biệt là cái mạch máu não, dẫn đến cái tình trạng là cái mạch máu não này nó sẽ bị vỡ ra. Quý vị tưởng tượng giống như là cái tình trạng chúng ta thổi hơi vào bong bóng vậy. Khi mà chúng ta thổi hơi vào thì bong bóng sẽ giãn nở ra, giống như là cái mạch máu á, khi mà máu nó chảy ở trong đó thì cái mạch máu nó sẽ giãn nở ra. Tuy nhiên đối với những người cao tuổi á, thì cái mạch máu này nó dễ bị chai và nó giãn nở ra đến một cái mức độ giới hạn á, thì nó rất là dễ bị vỡ. Thì khi mà vỡ thì cái mạch máu nó sẽ chảy ra và nó sẽ đông lại, làm tắc nghẽn cục bộ hoặc là toàn phần cái vùng não và gây ra tình trạng là chết não, hay người ta gọi là tai biến mạch máu não. Và như vậy có nghĩa rằng khi mà chúng ta muốn khôi phục được sức khỏe của những người mà bị tai biến thì chúng ta hãy chú ý tác động vào cái vùng da đầu, cái vùng não của chúng ta để giúp cho khí huyết được lưu thông được tốt hơn. Quý vị cũng biết rằng cái tình trạng mà bị tai biến á, nó không phải là bị một lần duy nhất trong đời mà nó sẽ có cái tình trạng là bị tai biến lặp lại, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải thường xuyên massage và chúng ta sẽ tác động vào vùng da đầu để giúp khí huyết lưu thông, để hạn chế tối đa được cái tình trạng tai biến nó quay lại cũng như là dần dần hồi phục được sức khỏe. Vậy thì chúng ta sẽ tác động bằng cách nào? Chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta massage. Thì quý vị, những người mà bị đang có tình trạng tai biến, chúng ta có thể nằm ở trên giường hoặc là nằm trên một cái ghế trị liệu. Rồi chúng ta sẽ nằm ngửa ra, chúng ta nằm đó và chúng ta nhắm mắt lại, hít thật đều thật sâu. Và chúng ta nhờ người thân á, chúng ta dùng những ngón tay, chúng ta massage trên cái vùng da đầu. Đó, massage trên vùng da đầu. Có thể là chúng ta dùng những ngón tay này, chúng ta chải trên vùng da đầu này. À, hoặc là chúng ta dùng cái lược, đơn giản nhất là chúng ta dùng cái lược, chúng ta chải. Chúng ta mà dùng một cái lực á, chúng ta ấn, hơi ấn nhẹ vào cái vùng da đầu. Và chúng ta chải từ phía trước ra phía sau. Chúng ta mỗi lần chúng ta tác động như vậy á, là khoảng từ 2 đến 3 phút, 5 phút thì càng tốt. Và nếu mà để hiệu quả hơn thì quý vị có thể sử dụng một cái dụng cụ, đó chính là cái bàn chải tiên lăn đồng láng lớn của Diện Chẩn. Đây quý vị này, đây chính là cái dụng cụ bàn chải tiên lăn đồng láng lớn. Thì cái dụng cụ này rất là đa năng. Thứ nhất á, là chúng ta có thể dùng cái bàn chải này, chúng ta sẽ chải đầu nè. À, chúng ta chải như vậy á, là những cái răng mà inox này này, nó sẽ cùng lúc nó tác động lên một cái diện tích lớn, thì sẽ giúp đả thông những cái ứ tắc của những cái đường kinh mạch hoặc là những cái mạch máu ở trong cái vùng não. Chúng ta cứ chải như vậy, chải khoảng là từ 2, 3 đến 5 phút, chải tất cả những vị trí ở trên cái vùng da đầu này. Chúng ta có thể chải ra phía sau cổ gáy để mà giúp giảm được cái tình trạng đau cứng cổ vai gáy. Dụng cụ này rất là đa năng. Và cái lăn đồng này á, cái lăn đồng này này thì nó sẽ có cái chức năng á, là lăn vào khuôn mặt này để mà giúp thon gọn cái mặt của chúng ta. Cũng như là khi mà chúng ta trị liệu, ví dụ như là lúc nãy á, chúng ta tác động vào huyệt vị thủ tâm lý sẽ có cái tình trạng là hơi đau và rát, thì chúng ta dùng cái lăn đồng này chúng ta lăn vào thì nó sẽ làm dịu cái cơn đau đó đi. Cũng như là mỗi khi mà chúng ta bị sốt cao á, thì chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta lăn trên khắp cơ thể nó sẽ hạ sốt. Chúng ta lăn một lúc á, rồi chúng ta sẽ bỏ vào cái ngăn mát ở tủ lạnh, rồi chúng ta đem ra chúng ta lăn thì sẽ giúp hạ sốt cho quý vị. Đây là một cái dụng cụ cũng rất là đa năng. Hoặc là quý vị dùng cái bàn chải này, chúng ta chải trên vùng má này. Đó,
chúng ta chải lên vùng má như vậy thì cũng sẽ giúp á là cái làn da chúng ta được đẹp hơn, tươi trẻ, nhuận hồng, dần dần nó sẽ xóa đi những cái nếp nhăn này, cái đốm đầu mồi, tàn nhang cũng như là tình trạng mắt bị quầng thâm. Thì đây là một cái dụng cụ rất là cần thiết. Khải đã từng chia sẻ với quý vị, đối với những quý vị nào mà bị cao huyết áp á, chúng ta nên có ở trên đầu giường của mình. Tại vì khi mà chúng ta vừa thức dậy vào buổi sáng sớm á, vừa mở mắt ra thì chúng ta hãy cầm lấy và chúng ta chải đầu ngay. Tại vì huyết áp buổi sáng nó thường cao, cho nên là cái thời điểm này rất là nhạy cảm, hầu như tất cả những cái tình trạng mà tai biến á, nó xảy ra vào buổi sáng. Cho nên là có buổi sáng là thời gian rất là nhạy cảm, thời điểm rất là nhạy cảm. Thì quý vị cần phải massage tay chân, chải đầu bằng cái lược này, bằng tay, đã thông những kinh mạch nằm ở tay và chân trước khi quý vị bước chân xuống giường thì nó an toàn hơn. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái mẹo trong đông y để giúp cho quý vị có thể là cải thiện được sức khỏe, khôi phục được sức khỏe đối với những người nào có tình trạng là tai biến mạch máu não. Tất nhiên là cái phương pháp này quý vị nào mà không bị tai biến chúng ta áp dụng cũng được để mà chúng ta phòng ngừa, dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Thì quý vị có những thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video. Nếu mà quý vị xem thứ hai á thì quý vị hãy nhấn like và chia sẻ cho những người khác cùng xem, tại vì biết đâu đó ngoài kia đang có rất là nhiều người cần cái phương pháp này. Cũng như là quý vị có nhu cầu mua dụng cụ chính hãng để mà điều trị sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tại nhà, ví dụ như là cây búa lớn, cái bàn chải tiên, rồi là cây lăn cầu gai đôi lớn này, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Khải thông qua số điện thoại Khải để dưới màn hình, có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo. Khải sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể cũng như là gửi những dụng cụ này đến cho quý vị sớm nhất có thể. Và bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây và xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.